Gần 150 thí sinh ở 9 phòng thi bị ảnh hưởng do cán bộ coi thi chưa thực hiện đúng quy chế, được làm lại bài thi bằng đề dự phòng. Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tại 7 phòng thi môn địa lý ở Điện Biên, các giám thị đã phát đề thi chậm, ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Sau khi các thí sinh có ý kiến, hội đồng thi quyết định tổ chức thi lại. Ngoài ra, tại một phòng thi môn ngữ văn ở Bắc Ninh, cán bộ coi thi ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi. Cùng với đó, ở Bình Phước có một thí sinh do cả cán bộ giám thị và thí sinh đều nhầm tưởng được miễn thi môn địa lý. Cục Quản lý Chất lượng khẳng định đây đều là lỗi của các cán bộ coi thi và 18 cán bộ coi thi này sẽ bị xem xét kỷ luật vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong cả hai ngày thi có 39 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 38 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đợt này có 26.308 thí sinh chưa được thi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.